Chào anh em các bác nhé. Tiếp tục trả máy 56 phép đánh cáp này. Đấy, con này chạy nguồn 24V nhé. Đấy, cho anh Trường ở Bảo Lộc Lâm Đồng các bác. Đấy. Anh đánh con độc con trong. Thì đây thì máy em cấu hình em quay chi tiết cho anh nhé. Đấy. Không có tần số quay sách để co bóp. Và mát tần số duty và băm sung. Đấy. Thì anh cứ chỉnh tầm này tùy anh tùy chỉnh nhá, tầm nó đẹp đẹp thường thường cái volume nó đẹp 5 giờ này. Cái này lên khoảng 2-3 giờ, cái này cũng chỉ 8-9-10 giờ nhá. Đấy, anh chỉnh tầm số nó đẹp anh để, còn cái giữa này anh cứ mặc định tầm này nó dễ đánh dễ chỉnh nhất. Đấy, thiết kế cho anh thêm hai quạt nằm mát ở trên, thực ra nó cũng không cần đâu, nhưng mà đánh thời gian dài để lâu dài bền bỉ anh em rất hay hai quạt thì nó giải nhiệt cho máy rất là nhanh, cái đảm bảo cho là máy lúc nào trong tình trạng mát anh em nhé. Đấy, còn cảm nhu SL đều được làm mát hết. Đấy. Thì con này cũng như hai con hôm qua em gửi thôi, phải ra này để thì anh có hồi máy thì đây. Rất gọn gàng anh em nhé. Đấy, cái bo lái em thiết kế bên trên để cho nó đây phần dưới linh kiện kín mít hết này, ít hết gần trong cái hộp luôn. Đấy, đây thêm hai quả gió này thúc tội từ đấy ra nhé. Đấy, bây giờ em test cho anh em các bác xem, anh Trường xem nhé. Tải 3000W nhé. Đấy, máy rất là khỏe đây, anh em nghe tiếng máy là biết rồi. Đấy. Đặt số đây này. Đấy. Câu đang để tầm 40, 45, 50, 55. Câu đông này các bạn đặt số nhé. Các bạn có nhu cầu thì cứ alo cho em nhé, số điện thoại 0985 932336.